Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Hôm nay mình đi tát cái vũng này ốc ơi. Rồi, quay thăm ruộng thấy cá ụt cũng bộn nè. Bữa nay Giang với ba xịt thuốc rồi cả nhà, cho nên là chỉ có Út với Luyện tát cái vũng này. Vũng này mình không tát, tát vũng nào? Thôi thôi thôi. Xanh con chứ. Rồi trời dữ lắm luôn rồi. Bây giờ mình sẽ đem đủ cho nó lại lại dẫn cho mình bắt. Giờ sao cái này nó có bọng cái này hả? Con bọng vậy. Rồi mình bắt thẳng hết này luôn hả? Luôn không con kia luôn mà. Hiện tại bây giờ là 9 giờ sáng mà nắng dữ dằn luôn cả nhà. Dài dài cái đứa coi. Dài. Cái này nó lúng dài à. Ra cái này cái chỗ này mình lên chỗ này nó thưa rồi thôi. Sao mình bắt được cái tôm ta? Cái đồng tôm này nhỏ quá chắc thôi để. Con cái bọng của kệ à. Đúng đó. Nó gom nó trơn cạn queo trơn gom ở đây mà. Cái ống bọng này đặt sâu nữa chứ. Đâu con có thấy cái ống bọng. Để nó nằm dưới nước sao thấy? Thì sao không thấy? Mò mà mới mò kia đó. Đây là cách bắt cá truyền thống nè cả nhà. Gì vậy? Cắt lên nữa hả? Móc lỗ cho sâu xuống nước, hót mình bắt. Rồi em dứt à. Ở bên đây cũng có nước nữa nè cả nhà, nhưng mà anh Út nói là cái nó có ở chỗ trên cái bờ này nó có cái ống bọng nó thông qua, mình tát bên kia là nước bên đây nó rút luôn. Cái này ở bên đây nó rút hết nước rồi, còn có mấy cái lỗ sâu này là còn nước thôi. Chắc chắn là cá nó sẽ rút xuống mấy chỗ này. Nắm đủ kho không bạn? Ừ, nhiều lắm. Hả? Nhiều lắm. Cái địa hình trên này tôi không biết đó nha. Đủ kho là giờ chịu không có đồ ăn hết. Mình em làm cho Út coi, em làm hơi trước, cho Út bay vô. Được nè, cổ sâu nè, ghê hầu không? Đỡ cá nó vô anh xúc ra luôn rồi sao? Chặn lại đi cho nó an toàn. Kiếm cây được. Cái gì ta? Cái đừng có gì ta? Rồi đưa cây đâu? Rồi đi lên 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 lên. Chứ gì bên mà. Ôi, bên này cá vô đột hàng thôi. Mình động đây là rút quánh á. Thối thằng cá thì chết. Đúng là còn cái vũng này quá trời ngon luôn rồi. Cá nó không biết bự không cá rô. Rồi cho tí thôi. Rồi tôi đăng lên. Mới xuống con nước. Này mình tát lại chừng nào cạn thì bắt cá.
ơi, từ giờ mấy hồi mới lút cái mặt bọng trên nè kìa. Ôi, cá trong ống bọng nó nhoi ra kìa. Cá rô. Hả? Em chậm ăn. Nó lột cái ra. Vậy chắc nó trời nắng mà chắc nó rút được cái ống bọng này dữ lắm ta. Dồn nó hết em rồi. Có được mấy con lại dồn đi thôi con đó. Kia nó cạn quá. Bọn ruộng ăn khô gan hết rồi. Ủa miếng cá rô rồi mất tiêu cho rồi anh Nguyễn ơi. Đi vô bọng á. Rồi sao mình bắt được cho ông bọng ta? Được chứ. Yêu cũ hả? Ừ. Ông bọng này mình quen rồi mà. Có làm rồi anh biết mà. Cái cạn vô. Cạn không rồi. Hả? Cạn rồi. Cái Dũng này thấy bé bé xinh xinh vậy mà nãy giờ cũng tốn công sức của Út với anh Nguyễn dữ rồi ta. Quá sâu mà. Nguyệt. Anh Nguyệt. Mấy cá nhỏ nhỏ đó đổ nó ra kia đi. Tắt nó ra đi. Tắt kìa muốn ngập lên lúa luôn mà chưa cạn nè. Ghê không? Chỗ này sâu cả nhà, thằng hai bên nữa. Vậy mà cá chứ anh. Mà tình hình là chắc vậy em thấy cá đồng tâm không à. Nó trùng này trốn. Ê, ê. Dạ có cá dữ không đi? Cái gì? Mới đụng nè. Cá lóc có gì? Lóc là gì? Ừ. Mình cút nữa rồi. Khỏe có cốt à. Cút nữa hả? Có chứ. Làm hồi hộp quá. Cá rô mè. Khai trương con cá rô. Hắn cho nước chưa? Chết. Cho miếng nước đi. Móc này sâu chút chút. Biết cái sầu bọng sầu quá tát loạn bút bọng một cái cá lóc chưa rồi thấy cá lóc hả? Hả có cá lóc hả? Cá lóc nghe tát không ngoại rồi. Có con chim chép nữa kìa anh Nguyễn. Con chim chép trong cái cây kìa. Có tình rồi. Rồi, để coi bên kia coi. Cạn rồi, cạn rồi. Nghe nó làm cái gì toan trống á. Trời ơi, cấp này nhìn vô trống giờ thấy ham luôn. Làm sao con nhìn được ta? Nè mình đi qua đó anh nè. Sao mà nhìn không thể nào mấy thằng nhìn được hết á. Lỗi ở đây nè. Chỉ có lỗi ở đây mới thấy thôi. Dữ lắm cá cả nhà ơi, nè nhà cả nhà. Này nghe chỗ này dữ lắm luôn rồi cả nhà ơi. Ủa đây. Đây, thôi hình như có được không cá lóc kìa. Ôi ôi quá luôn. Ghê không? Cái gì kìa? Kìa cá lóc đó. Phải không? Cá lóc kìa. Coi bên đây coi rõ hơn không Út? Đó cả nhà ơi coi nè. Dữ lắm luôn rồi, nó nhoi trong này chứ. Đủ loại cá luôn nha. Kìa quay nó dở kìa. Chơi liền. Hốt nó liền. Chơi liền. Có con cá lóc.
trong ống bọng dữ lắm, cá trong một con cá lóc ở nó khôn cái nó không ra ta. À, vậy có con ra con không động nó con này nhỏ nó bắt chúng là thả lên kia. Đây đây con phi nữa nè. Đi. Ủa sao mình không tát luôn cho nó cạn cái bọng ta? Cạn thì nổi nhỏ không cạn. Cái này lấy cái bao đẩy cây. Thục ngon bọng giống như hôm bữa. Sâu ạ, sâu quá. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đi. Dứt chưa chơi là giữ lấp nó nổi trong mà. Ủa hai này gì nấu quá chục cậu này. Này không có rồi, có con cua đó. Dạ. Vũ khí. Để em đi lấy vũ khí. Về qua đi lấy vũ khí. Rồi giờ là không, giờ là mình đẩy ống bọng hả? Bây giờ bắt bên kia. Rút bên đây đẩy rồi bằng miệng bên kia bắt. Quá trời, nãy chút quay trong cái ống bọng ở nhà thấy cá nhấp vô nhộng. Rồi bây giờ mình sẽ dùng chiến thuật là giống như hôm bữa á, thục ống bọng. Không uổng công khác. Rồi bà bảnh nè, bạn lấy cái vỏ hứng nha. Rồi rồi. À để em dãy sơ sơ nó cạn tất cả luôn. Đây. Bạn còn chắc quá. Có dây nào? Có dây nào dài ngoài không ạ? À? Ừ mà thôi đi, cái này chuẩn bị được rồi. Rồi anh Nguyễn làm gì bên đây nữa? Anh Nguyễn làm gì bên đây? Anh qua đây anh chỉ đợi bắt cá thôi. Không có lấy cái gỗ hứng hả? Ngồi cho nó lòi đây nè. Cái gỗ nó cũng dễ. Ra nữa rồi bạn ơi. Huy, bạn không hả? Đâu có cái cây này đây, sẵn cây xịt thuốc của Nguyễn hay gì chạy. Rồi đó, đẩy rồi đó nha. Rồi rồi, từ từ đi. Chắc dữ lắm rồi, gọt gọt xuống rồi. Cá nhẹt giống như ngồi lại con cá. Chưa chưa, từ từ theo coi. Có con cá gì nổi đầu lên bự bự kìa. Hả? Thấy cái đầu nổi lên bự bự, cái phi gì á. Phi cái gì? Cái phi. Bà ba luôn. Ở đây đi. Đẩy qua đi, họ mình thọt hai lần. Đó, thế nào ơi. Ờ, cái bao út em không xác. Không có bít hết cái ống bọng. Trời ơi, cái lóc cũng ơi. Đâu? Nè nè. Cá khủng. Cá lóc khủng. Út ơi, cái thùng quá. Rồi. Út đi lấy chỗ ụp nó. Thôi thôi. Đã giờ được hai cái lóc rồi. Đó, đi. Đi. À con. Mình nghe cho ông bảo bắt được con nào nấy nó uống trời ơi. Ủa, bọng nữ giống nó có. Trả lại đi, trả lại. Cái này mình phải độn gom vô cái bao hay gì đi. Trộn vòng luôn cái nữa. Bao nhiêu đi. Vô. Quá trời cá luôn. Gì á? Đây cái đó đặng đẩy lại. Được ba con cá lóc không?
ba con hả bạn? Ba con rồi đó. Cái con ngoài kia bên kia nãy luôn là ba con á. Trời ơi ba ăn cá lóc rồi. Một thùng cái du phi luôn. Ba chú cháu ba con. Rồi các bạn đẩy đi tôi bắt nha. Giờ anh Nguyễn phải dọn cho cái bao này chặt cái nữa, cái này nữa là mình hút trọn ổ luôn nè. Hồi nãy nó có lửa nó rộng à. Quá êm. Ồ, cái gì bị sở da nè. Đó, hộp lộn da thấy không? Bích không anh Nguyễn? Đó, vậy đó Quy. Phải kính vậy đó. Từ từ thôi, từ từ thôi. Không đi, lấy cái gỗ vô. Đó, trời ơi. Cá nhỏ hất ra cho nó sống. Rồi để qua đi. Vô. Quá nhiều. Cái gù phi. Lụm được hai con bự. Ô, cho em qua đây. Rồi để qua đi. Còn nào nữa không? Còn nữa nè. Rồi. Ồ rồi, cá phi bự hai con luôn. Thôi đi, thôi đi, thôi đi. Rồi xong. Chỗ ổ. Cái gì mà tìm chứ. Cá rô khủng. Rồi hết cá trong bụng luôn đó. Hết lắm. Thấy trả lại. Trời ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà không thấy. Mày sao? Cái gì vậy? Đúng là sát thủ tu từ giờ nó nằm trên đó hay ghê ta. Được không? Này cả nhà. Cho thì vẫn đụng ta. Vậy là bốn con cá lóc luôn. Không đi mà. Ồ, cái hang ở đây mà. Trời cái dũng cá hay gì mà cá quá trời cả nhà, cá lóc, cá rô, cá rô phi, cá đồng tông. Để hình trên này bạn làm được quá ta. Nhìn biết chưa ta? Cái rô quá trời. Thôi nó nhỏ nhỏ mình xả nước lại đi. Hết rồi, hết rồi. Xả nước lại cho nó sống. Bây giờ mình quá nhanh quá nguy hiểm. Rửa cái coi thành quả anh Nguyễn nha. Rồi mấy cái này nhỏ nữa mai mốt cũng lớn rồi mà thấy. Mình lấy cái thau một nước luôn coi. Đây. Đi rắn đi. Khúc đằng kia nước. Nào nước thì trong mình rửa. Cái khúc đằng kia nước sạch kìa. Đây. Cầm cái đôi giày Út kìa. Quá ngon. Mày còn cái chỗ nào nữa không bạn? Không kiếm đậy vô thùng bê coi. Có cái bọng này nó sâu nhất nè anh ơi. Còn nhiêu khô hết hả? Nhiêu cạn rồi. Tại phui nước ra cho cạn luôn mà. Vậy mà mốt mình có đặt nhiều cái đi. Nhiều cái đặt vô khô vô bắt. Vậy thì giờ mình đi vô phải không? Vô hết rồi. Tại vì là con phải đi vòng lại. Chỗ này con đi qua không có được. Đúng rồi, cái này là dậy đi biển mà. Mà mình ở đây mình đi bắt cá đó. Ôi thằng quả mình lại. Trời ơi. Bốn con cá lóc còn nghe. Ơi nó ngon. Trời ơi cái này mà có cái bọng nữa. Đậy cái thùng là cái chắc rồi. Ở đây còn có con cá nữa.
vô. Giờ mình đi vô cái này. Nhờ cái bọng sâu không nghe thì được chơi á. Đi đi trước đi. Vô mình. Đây thành quả của mình. Mấy cái rô này là chút xíu nữa anh Nguyễn sẽ thả xuống ao của anh Nguyễn nha. Cái bu phi. Còn bên đây là cá lóc. Tính nướng hay vô? Nướng. Nướng hai con hả? Xong nướng hết 4 con đi, nướng hai con hả? Hết. Bởi vì có hai người làm rồi cho nên ăn nhiều con. Vậy? Mấy hàng cầm mát đâu có ăn đâu. Ủa vậy hả? Hết hồn. Giờ này chỗ này nó mát rồi đây nè. Wow, bên bản có dừa, trời lá dừa không ta? Đâu? Đây. Cá lóc nướng lá dừa. Có cá lá sầu đâu nữa kìa, họ đã hái lá sầu đâu lên ăn. Nè cả nhà, anh Nguyễn có cây sầu đâu nè. Dạ. Sao sao, từ từ. Chịu mới luôn. Vậy đó hả? Nguyên bó rồi chùm chưa? Ra đốt cái này ngọn lửa cao nè bạn. Sao đâu. Rồi à. Cũng muốn chín rồi đó. Cơm ăn. Nhưng này dám chín đó bà ơi, hàng nhiều lắm luôn. Thì mà hét không quá hét à. Giờ ít đó thôi chị thấy nó chín rồi đó. Sao là không thêm mà thêm luôn hả? Thêm đi. Rồi rồi được rồi, rồi nhiều lắm rồi đó. Đem ra luôn đây, đem ra cả ngoài đó. Nó nóng như là cái gì á. Sao nó vàng dữ vậy, Út? Nó dừa vàng có khác. Nó vô căn bọng nó đủ màu rồi mà.
Chín nấp rồi đó ngon hả? Cặp ta rồi. Quên nữa, hôm qua em vô năm mua chén muối ớt. Làm gì làm đi, cạo cho. Bạn ơi, vô bạn ơi, chín rồi. Còn ngập ngừng gì nữa. Wow. Quá. Bữa nay mình nặng quýt đi ha. Muối ớt nặng quýt hả? Ghê vậy. Hôm nay nướng lá dừa tới quýt luôn hả? Ừ. Muối ớt quýt. Muối quýt. Muối chanh giờ là đời xưa rồi. Mời cả nhà cùng thưởng thức cá lóc nướng lá dừa buổi trưa. Khui nha. Khui. Ủa, nóng quá bạn. Nóng rồi. Được rồi. Nóng không? Ừ. Trời nóng rồi. Đó. Thưởng thức. Ừ. Cá có trứng luôn. Thịt cá trắng tươi. Phao. Chấm vào vậy đi. Có chút. Từ từ đi. Từ từ thưởng thức với hàng rung quá. Em kiềm chế sắp hết nổi rồi. Ăn đi, ăn đi. Đi, đi. Ngon quá nha. Mới mình mới tăng cường thêm một nhánh lá sầu đâu nghe cả nhà. Rồi chú Út kẹp lá sầu đâu vô. Ngọt ngon. Vị đắng lá sầu đâu mà. Vị ngọt của thịt cá. Ừ. Vị chua chua thơm quýt. Thơm của quýt và cay của ớt à. Cay của ớt mặn mặn của muối. Đặc đủ gì nè. Ngon quá ta. Người ăn con, người ăn con cá khỏi ăn cơm. Chắc hiểu quá. Khỏi ăn cơm chưa? Ừ. Ngày bạn có đầy đủ chưa? Cá sẵn có sầu đồng luôn. Ra đồng tác cá vô đồng luôn. Vô đây là rau sẵn luôn. Mà ngồi được cái mé mát này nữa. Này hiểu ha. Thiếu nước mắt quê hương. Thiếu nước mắt quê hương. Hồi trưa nắng quá mình. Trưa nắng quá làm nó kỳ, vô mình nó kỳ. Mệt lắm à, mệt lắm. Tại chiều mình còn làm công việc khác. Nói chung mình ăn trưa, bữa nay mình ăn không ăn cơm mà ăn cá. Có gì bằng. Tiếp tục nọc, trứng nọc của mình đây. Chưa có mình hết khúc mà. Gì đắng ngon hả? Đắng vô. Hai người mới hết cá hả? Nhanh vậy. Hả? Bên hàng mà tắt máy không kịp thì cái như hai con cá này nó ăn chứ. Thằng chạy cá lóc nướng gì mà chấm muối vậy mà không ăn. Ăn cái gì? Quăng. Mấy hàng giảm cân mấy hàng. Không, giờ này con ốm rồi. Con ốm từ bữa nướng ớt rồi. Nghĩ sao tao ơi con này. Dạ bạn bạn. Ừ. Đây, con cuốn vô vậy ha. Đây. Chậm chậm vô. Cắn nha. Ừ. Quá trời. Ừ. Cá ngon bữa này thưởng thức được cái chén mớ ớt ngon. Quýt vô nặng vô. Thơm. Vừa thơm mà chua chua ha. Wow. Chính thức hết con cá. Chính thức hết. Bộ ăn gì bộ ngon hay vậy ta? Không biết ngon không biết. Bé hàng thấy chịu không nổi, biết có ngon không cả nhà ơi. Dùi lặng đi. Dùi lặng, ghê quá. Ừ.
có mình chứ lấy cái lá này mình che rồi mấy hàng không có thấy cá. Cá mình mới bắt lên liền á cả nhà, rồi mình nướng mình ăn thịt nó ngọt lắm. Mà đặc biệt là cá lóc đồng nữa. Gì Út? Ngon. Ngon à. Thì mà buổi trưa nắng mà ngồi dưới cái gốc cây này rất là mát. Còn con này mình khui luôn đi. Chưa mà, chưa hết mà. Lát sau đâu có mưa xuống đâu. Giờ khui luôn nha. Ừ. Giờ vẫn còn nóng ha. Nóng ác ồn lắm. Ừ, ăn từ từ dưới đi. Đây. Ừ. Quất. Chú Út Vinh Nguyện đã khui con cá thứ hai rồi. Cái hàng cũng xuống hưởng thức miếng. Ừ. À, ngày kết thúc clip ở đây. Chúc cả nhà có một buổi trưa vui vẻ. Hẹn gặp cả nhà vào các clip sau. Chào tạm biệt cả nhà. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Cấp này hai tay luôn.